Vâng, và sau đây mời các bác nghe chất âm của cặp loa Fohin đến từ Đức, một cặp duy nhất cập bến tại shop em trước. Và em đang kết nối với nó là con Serret Audio hàng khủng 2401, con bao này. Thì 32 sò, Toshiba xanh đen, rất là khủng nha. Con này đánh 2 full 40 thoải mái nhé. Đối với cặp full 25 Fohin này, các bác chơi gia đình với giá 8 triệu một cặp loa, chắc bãi đất xịn sò, phân tầng nó cực kỳ tuyệt vời. Em đã quay chi tiết hôm rồi. Mời các bác cùng thưởng thức chất âm nha. Con đẩy thì 15 triệu nha tất cả các bác. Mời các bác cùng xem chi tiết lại cặp loa này nha. Bác nào yêu mến cặp loa này thì alo cho em nha, sưu tầm một cặp duy nhất nha các bác. Đây, cái dưỡng cân nha các bác. Đây, chép kèo phía trên hai lỗ thông hơi. Đây, bác nào lấy thì alo cho em chiến qua hai số điện thoại 0978 338 14 để sở hữu cặp loa Fohin đến từ Đức, xịn sò và nghe nhạc và karaoke. Cặp này các bác khá thoải mái, phòng 35 mét vuông nó lại nha, ghép bộ con sóc nữa là ok. Vâng, và sau khi em đã tháo ốc hết rồi thì tháo cái này chứ cái này để im khỏi mà không tháo nha các bác, tại mỗi lần tháo cực lắm, bác lâu lách lâu lơ à. Đây, nếu đó các bác nào mà đã mê rồi đất rồi á thì em dỡ cái bát lên và cũng dỡ cái lo chép lên thì các bác bảo đảm là yêu ngay cặp lo này, cực kỳ chắc luôn nha, tiếng rất là hay. Cặp này hồi tối ngày hôm qua là cũng là ngày sinh nhật thì em đã dùng cặp loa này và đã hát rất là hay luôn. Khối ghép nó rất đơn giản, với cặp này các bác cần một con đẩy khoảng 8 sò hoặc là con ly 8 sò trở lên là ok nha. Vâng, đây là cụ từ lo bát sắc đen nha các bác. Đây các bác thấy keo này họ đi rất là tỉ mỉ luôn. Và đây các bác thấy trạm loa này 8 ôm nha các bác, trạm loa thấy tất cả zin đét hết nha các bác. Đây là những cái tản nhiệt nha các bác, tản nhiệt. Cái dây này ngắn quá không có thể đưa lên được nha các bác, mình nhìn như thế nào. Cụ trép rất là to nha các bác, cụ trép rất to của Fohin 8 ôm luôn nha, rất là to. Đây các bác thấy phần tặng này, phần tặng để em lấy cái lò bát lên, các bác sẽ thêm được cái phần tặng.
sẽ rút dây ra nha các bác. Đây, chúng ta nhấn xuống và rút ra. Bác, và chúng ta cùng đi vào xem phân tầng cực kỳ khủng. Đây các bác, các bác thấy khiếp không? Đây là phân tầng của cặp loa phò hình của Đức. Các bác thấy những con tụ như những trên những con âm ly mà đèn không? Tụ nhôm mấy nha các bác. Đấy, đây là phân tầng của cặp loa full 25 phò hình Đức. Đấy, bác nào phê thì liên hệ cho em nha. Giá 8 triệu nha các bác, sưu tầm một cặp duy nhất thôi nha. Đây, và tiếp theo em sẽ lấy lên để các bác cùng xem. Đây, cũng là phân tầng vậy luôn. Đấy các bác, thật là khiếp khủng. Nhìn cái bộ phân tầng là đủ phê rồi, thằng xịn có khác. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Để nó dính cái bông tiêu âm mất rồi các bác, không có thể mà que cho các bác cùng coi. Đấy. Đấy, bác nào chốt cặp loa này thì alo cho em. Đây là cái cụ từ của loa chép nha. Đây, đây là cụ từ, keo của từ này các bác, sét đen nha, dùng sét đen nha các bác. Đấy, cool, tất cả dính đét hết nha các bác. Loa trợ kháng là 8 ohm nha các bác. Tất cả dính từ A tới Z nha các bác. Ở đây họ đi đường tụ trì nè, dây điện nè, cực kỳ to. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em nha. Giá 8 triệu đã bao gồm phí ship.